Phận người con gái không thể nào sống bên người mình thương. Đời em đóa hoa nhưng sao tàn úa nhanh đến vậy. Chuyện người thiếu nữ yêu một chàng đắm say rồi nhận chua cay. Tình đẹp trai ngang em phận duyên không mà. Rồi mai đây khi phải bước ra đi, người tình em lưu luyến không đi. Tình đau thương thì nàng vẫn vương chẳng qua thôi. Tuyệt sắc mà không được viên mãn, để rồi phải lưu giữ trần gian. Chuyện tình yêu của ta lưu mãi muôn đời sau. Tớ vương là đau thương làm sao có thể chung đường. Đời hồng nhan làm sao sống bên người mình thương nhất. Mai đây dù ra sao tình ta sẽ trắng phai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.